ngừng nhé. Cái này cho củ cá rồi. 4 đồng 99 hai cái bánh ngon quá này. Bánh còn có cồn. Bánh này ngon lắm ở đây. Có 5 đồng 99 thì được một cái bánh này. Rất là ngon. Mình làm thì mình mua bột xong rồi mình công xúc bao nhiêu này. Ở đây thì cái khu vực này, cái khu vực bán bánh là cái cổ. Đồng 99 thôi, chỉ có 5 đồng 99 thôi. Và bằng này cái bánh thấy không ngon không? Đi vòng từ từ. Em còn quay bánh 7 đồng 99 một hộp này. Một hộp này rất là nhiều các loại, rất là ngon. Thì mua cái này đấy, mà nó sale 2 đồng á anh. Có 5 đồng 99 thôi. Ấy đừng để cái này sang đây, cái này để sang đây. Cái này đấy, ở đây rất là rẻ mà rất là ngon. Thấy không? Trong đây là cái khu vực làm bánh tại chỗ. Cái bánh ở đây rất là ngon. 9 đồng 99. Mua bột này, xong rồi mình về mình làm thì rất là công phu, rất là lâu. Nhưng mà họ làm ra một loạt nên họ bán thì rất là rẻ, rất đắt. Mình rất là thích bánh ở Cô Tổ. Bánh này rất là ngon luôn. Cái tội nó ngọt cái thì mình ăn ít thôi cho nó ngon. 6 đồng 99. Trong kia là cái khu vực làm bánh. Nay ngày thứ 7 rất là nhiều cái sale bánh ở đây á. Sáu đồng chín chín cái này 12 đô 8. Ba cái này 6 đồng chín. Người ta sẽ làm bánh ngay tại trong cái khu vực này. Trong này nó có hạn hàng hoi nhé. Đấy, đến tháng 4 ngày 15. Tất cả ở đây là ở trong này nó có hạn hết. 8 đồng 99 cái hộp này. Thank you.
khi ở Quốc Hồ người ta sẽ làm bánh tặng trước ấy. Tôi mình lên cái ngon không nhỉ? Ngon chứ, sao đồ mà cái này ngon này, cái này nó cũng làm bằng các loại đúng không, nhưng mà có vừng, này sợ là ho. Mình không hơi gì thế, các bạn thấy không, ở trong này họ ghi hết cái thời hạn ở trong này nhá. Đấy, trong cái cổ mình mua thì mình cứ yên tâm là nó có hạn hết, mình không có cái hạn bánh ấy, cái hạn này mình dùng ấy, hết hạn là nó không có. Cái hạn của nó ghi rõ ràng. Thỉnh thoảng lướng mà ăn này. Đấy, thì bánh mì. Ừ. Ê, hạn mát 21-14. Đấy, lâu lâu ăn đổi đi, lấy đi. Lấy xem đổi nè. Mát 14. Cái to thế. Trong này không thiếu. Bánh khô nữa. 7.99 xong hộp. Thế thôi anh bỏ đi. Ừ. Thì đừng có lấy. Rồi mình đã mua được một số bánh rồi. Thôi thì là mình tạm thời đi. Thấy một túi vàng, túi gì mà đâu? Đâu? Đây chỉ có
trời, đi chợ đi mua thật là thì mua ra mua vào đi mua nhiều quá. Cảm ơn các bạn đã luôn xem, ủng hộ cho kênh YouTube của Nhung and Cuộc Sống Canada. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.